Sợ chiều văn võ còn thân thân anh linh sắc sáng ân cần để giúp cho phụ phụ nghe
chung chung hoa đồng đồng bộ đức thành hùng thể thủ câu thủ bạch vai trần từ tiên bạch thương ý ngôn ý linh ý linh quang ứng ý chiếu bổng rị linh quang ứng chiếu ý mặc phù sáng ý thủy trí cơ bảo tòa trang nghiêm kiều võng dinh thành chỉ thế nga nghi hưởng nga thần à hữu qua sở nga đăng thanh nga vì viên hữu viên hữu vì Việt Nam quốc Nam định tỉnh Nam Trừng huyện Nam Dương nghi xa bái dương thuần nghi y mô linh ứng điện nghi cư nghi thường phụng nghi nghi thường phụng Phật thanh cũng dạng nghi thu thiên tu hoa tạo điện đa đường hoàn thành nghi khánh a tan bụng a nghinh thanh giá nghi cầu tăng viên lộng tài vương tiến tăng viên trưởng thoa nghi sự nghi kim a nghi kim a thần a đệ nga tự nga vũ khắc ca dĩnh nga tự mộ nga đạo hi vũ trọng nga khoái a tự huyền đa thịnh pháp ba danh chân tâm hợp đồng giang y đẳng y cùng chư nhân đệ tử đẳng tức nhật ngưỡng can y cao ngự a cao ngự phù giám y vi thành thiết đa niệm thần đẳng phao sinh trần rơi khát đa ngưỡng thánh y môn sinh vì anh hóa vi linh y màng tắc huyền cơ chi u hiền quốc hữu hoa từ gia hữu tự nguyên lai lễ ý chi chu chuẩn dục cầu phúc thọ dĩ an toàn tâm ba lệnh tinh thiền nhi khăn ni đạo kim tắc kim tắc truy tư đức ni bán sùng nghi tạo phúc cơ kim công lạc đỏ kỳ kinh doanh nghe quy anh ngưỡng mông phù âm tí kính a quyền cát nhật kiền bị phi nghi cẩn cụ sơ văn kiền thân thượng tấu y cung ri a cung ri nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chư vị bồ tát kim liên tọa hà nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm ngũ bệnh danh quan thế âm bồ tát hồng liên tọa hà hiệu hòa thiên kim quyết đa ngọc hoàng huyền cung cao thượng đế ngọc bề hà tả lam tào lùng ti luyên thọ tinh quân thanh a tiền hiệu bắc kỳ đấu cứu hoàng giải ách tinh quân thanh a tiền ni tổ sư truyền phù đạo pháp thái thượng lão quân ni tả tề thiên đại thánh ni sơn tiêu nữ sơn tiêu đồng cường thần vương nhị vị quan tướng ni tấu thành ni cửu thiên ni vô đế trần triều hiện thánh nhân mộ hưng đạo đại vương công đồng văn võ thượng thường đăng thần ngọc bề hà tâu thịnh tam giới thiên chúa tư mộ vạn linh công đồng thành đế ngọc bề hà thiên tiên thanh mẫu liễu hạnh công chúa tặng nghề phong chế thăng hòa diệu đại vương tai cấp gia bang mã vàng bồ tát cung quyết hà thượng thiên thượng ngàn lê mại đại vương hiệu viết bạch anh công chúa quản trưởng sơn lâm công chúa liệt vì thủy a phủ châu bà tiên cô thủ điền ban bệnh quyền nề cai lục thập hoa giáp công chúa cung quyết nạ đương niên thiên quan ni lộ vương hành thiên thái tuế đức tôn thần đương cảnh thành hoàng chính vị đại vương thanh tiền bản thổ ngũ hoa lôi ngũ hổ thần tướng sàng binh tượng ma thổ thần uy linh bản điện phùng sử nhất thiết uy linh vị tiền cung vọng cung vọng kim ma dòng động ma thủy trúc nghề ngưỡng loan ni sa chi chi thượng nghề thứ dân ni tuyền ni đạo lý chi a ca
Kiều Loan Giáng dậy Lai Lâm Cửu Bệ biểu hoa vân hiếm chi sắc nghi Tỷ Đắc Y Quang Vô Ánh Y Giang Sơn Định Hiệu Chủ Trương A Hà Đựng Thường Y Ân Đạo Hoa Pháp Ba Trường Minh Tỷ Thần Đệ Tử Chân Tông Mật Ni Thụ Pháp Ba Phủ Ấn Na Quyến Diệu Huyền Cơ Nhân Vật Nì Ân Chiêm Lợi Hì Lạc Nghi Đản Thần Hà Tình Vô Nhâm Kinh Thiết Bình Dinh Chi Chí Cần Sơ Đại Tấu Y Thiên Nì Vạn Đinh Dậu Niên Thu Thiên Bát Ta Nguyệt Thập Nhị Nhật Hảo Thời Văn Na Sơ Thần Hòa Nam Bãi Tấu Y à. Văn Giang Kinh Bình hôm nay Văn Giang Kinh Dương Ngài về tổ đôi Chúa biết rõ ràng Kế cho từ trường sinh Nhị từ trường sinh về cho Nhị từ trường sinh Chữ phú chữ quỳ Linh thọ trường kế cho Dung dung đôi Dung mạnh đôi đường về cho Dung mạnh đôi đường cửa nhà phú quý mọi đường hành thông chữ sáng sờ mộng lòng lòng dân an an quốc tài xương ca chơi bời quân quân thần phải vào đảo Tên gọi đại hoàng bao